cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin chiều ngày 25 tháng 10. Tính đến 18 giờ chiều nay, Cần Thơ ghi nhận thêm 87 ca nhiễm mới, trong đó 61 trường hợp trong khu phong tỏa, 11 trường hợp trong khu vực cách ly, 5 trường hợp cách ly tại nhà, 10 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Đã truy vết 33 F1, 3 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. 30 trường hợp đã khỏi bệnh. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận, huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 42 ca nhiễm mới, trong đó phường An Cư 17 trường hợp trong khu phong tỏa, 7 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường An Nghiệp 10 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường An Bình 4 trường hợp trong khu phong tỏa. Phường Cái Khế 3 trường hợp trong khu phong tỏa. Quận Cái Răng ghi nhận 6 ca nhiễm mới tại phường Lê Bình, trong đó 4 trường hợp trong khu cách ly và 2 trường hợp cách ly tại nhà. Quận Thốt Nốt ghi nhận 28 ca nhiễm mới, trong đó phường Thới Thuận 26 trường hợp trong khu phong tỏa, phường Thạnh Hòa 1 trường hợp trong khu cách ly, thị trấn Thốt Nốt 1 trường hợp trong khu phong tỏa. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó xã Vĩnh Bình 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Thạnh Mỹ 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Vĩnh Trinh 1 trường hợp cách ly tại nhà, xã Thạnh Lộc 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó xã Thới Hưng 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Đông Thắng 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Thới Xuân 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, xã Thới Đông 1 trường hợp trong khu cách ly. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 3 ca nhiễm về từ tỉnh, thành phố khác gồm tỉnh Bình Dương 2 trường hợp và 1 trường hợp từ tỉnh Đồng Tháp. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 6.626 ca nhiễm, đã truy vết 17.506 F1, 11.283 F2 liên quan, đã điều trị khỏi 5.951 trường hợp. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.